Kính chào tất cả quý vị và các bạn. Nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, cây xà đen Hòa Bình.net kính chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều thành công trong lĩnh vực, trong nhiều lĩnh vực. Và nhân tiện hôm nay thì mình xin được giới thiệu đó là hệ thống máy sấy cây thuốc nam của cây xà đen Hòa Bình.net bên mình. Đây là trước mắt các bạn, đây là hệ thống máy sấy được sấy tự nhiên bằng than củi, được sấy theo phương pháp đó là than củi. Sấy theo phương pháp này thì khi mà cây xạ đen được sấy ra thì chất lượng nó sẽ tốt hơn là khi mình sấy bằng than hóa học, than tổ ong đấy ạ. Đây là những mẻ xạ đen mà sau khi đã được sấy khô thì có mùi rất là thơm, và sau khi mình đun lên uống thì mùi nó sẽ thơm hơn là mình phơi nắng tự nhiên. Đây các bạn có thể thấy đây là hệ thống máy sấy của mình bên mình đây. Thường thì mình sấy thì trong vòng khoảng tầm 5 đến 10 phút là mình sẽ được một mẻ sấy khô. Nếu các bạn mà có nhu cầu muốn mua cây xạ đen của bên mình thì có thể về trực tiếp tại địa chỉ đó là thôn Om Làng, xã Co Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hoặc các bạn có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại là 0976 836 586 để được tư vấn, để được tư vấn và đặt mua hàng. Bên mình không chỉ là sấy mặt hàng cây cà đen mà còn sấy nhiều mặt hàng cây thuốc nam khác như là cây cà gai leo này, cây rảo cỏ lam, cây chè vàng và nhiều loại thuốc nam khác. Nếu các bạn có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại đó là 0976 836 586. Các bạn có thể đến tận xưởng cây thuốc nam của mình để tham khảo và để mua cây thuốc. Hiện tại thì bên nhà mình trồng được xạ đen là khoảng gần 2 hecta xạ đen, và tự và có hệ thống máy sấy. Cái xạ đen này thì là theo nghiên cứu của viện 103 thì trong cây xạ đen có một số cái chất hóa học có tác dụng là phòng và ngăn ngừa các bệnh về ung thư rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì cây xạ đen còn có những tác dụng khác như là phòng chống bệnh gan này, virus gan, và giải độc cơ thể, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể rất là tốt. Cây xạ đen còn hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ ở người già và một số bệnh khác. Đây những mẻ xạ đen này, sau khi được sao thì mùi rất là thơm hơn khi mình phơi tự nhiên. Các bạn có nhu cầu mua thì mua hoặc tham khảo thì về theo địa chỉ đó là thôn Om Làng, xã Co Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để tham khảo vườn xạ đen của nhà mình. Cây xạ đen Hòa Bình.net xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và chúc các bạn năm mới xuân Mậu Tuất 2018 an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mình xin cảm ơn.